Vừa qua, báo Điện tử Tầm Nhìn có bài phản ánh về dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng tỉnh Điện Biên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 167,3 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm mang lại nhiều lợi ích cho phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xây dựng Huy Hoàng đã ngang nhiên đổ đất đá, lấp dòng suối Nậm Phạ, san ủi nhiều diện tích rừng phòng hộ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân ba bản, Nà Nghè, Kê Ninh và Tà Lèng. Nhiều diện tích ao của người dân bị vùi lấp và cho đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa có phương án đền bù. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, Thịnh Bích, Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân xã Tà Lèng đã có văn bản số 65 về việc đình chỉ hành vi san ủi vào rừng phòng hộ trái pháp luật đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Huy Hoàng thuộc tiểu khu 717C, khoảnh 3, lô 3 và lô 5 thuộc rừng phòng hộ bản Nà Nghè, xã Tà Lèng. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn tiến hành hoạt động san ủi tại các vị trí nêu trên. Mặc cho chính quyền địa phương có quyết định đình chỉ, đơn vị thi công vẫn tiếp tục san gạt, vùi lấp để mở đường. Điều này có thể thấy sự coi thường pháp luật của doanh nghiệp thi công và có hay không sự làm ngơ của các ban ngành chức năng tỉnh Điện Biên. Nội dung phản ánh cũng nêu rõ trách nhiệm thuộc về ban thực hiện dự án, nhưng ai là người phải chịu trách nhiệm thì không ai biết. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ xử lý sự việc này như thế nào? Ngày 27 tháng 7, báo Điện tử Tầm Nhìn đã có công văn đề nghị làm việc và cung cấp thông tin gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên với những nội dung như sau. Quá trình thực hiện dự án nâng cấp đường vào khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, đơn vị thi công đã tiến hành san ủi nhiều diện tích rừng phòng hộ và đổ thải sai quy định. Vậy, trách nhiệm thuộc về ban quản lý dự án, cụ thể là cá nhân, đơn vị nào sẽ phải chịu trách nhiệm về việc trên khi làm trước xin sau? Quan điểm của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về sự việc trên là như thế nào? Có xử lý vi phạm hay không? Để xảy ra sự việc, phải chăng chính quyền địa phương đã làm ngơ mặc cho đơn vị thi công vi phạm? Đề nghị chủ đầu tư cung cấp bản thiết kế thi công công trình dự án nêu trên. Tuy nhiên, cho đến nay, sau một tháng đặt lịch làm việc, mặc dù phóng viên đã nhiều lần liên hệ qua văn phòng Ủy ban dân tỉnh, thì chỉ nhận được câu trả lời, lãnh đạo tỉnh đang bận và văn phòng chưa chỉnh được nội dung. Luật báo chí đã quy định rõ tại Điều 38 về cung cấp thông tin cho báo chí. Một, trong phạm vi quyền hạn nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin. 5. Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường. Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo quy định tại Điều 17 của Luật Tiếp cận Thông tin thì những thông tin sau phải được công khai. Điểm G, thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công, thông tin về đấu thầu, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn. Điểm H, thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, báo cáo kết quả đánh giá hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu, thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
thiết nghĩ công tác phối hợp thông tin với báo chí của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cần tích cực hơn và không thể thờ ơ thiếu trách nhiệm như vậy. Bởi báo chí được xác định là đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về nội dung trên.